Hi, xin chào các bạn. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình làm video này để nói về tất cả các cách kiếm vàng trong game Mighty Party, một Playtime Reward. Mỗi ngày các bạn có 2 tiếng online để nhận quà. Và trong đó có hai gói quà là 5 phút nhận gold, 40 phút nhận gold, nhiều hơn số gold 5 phút. Và con số này sẽ tăng dần theo cấp độ lít. Số lượng vàng được nhận của mình là 5 phút 950 vàng, 40 phút là 2.150 vàng. 2. Mighty Pass, các bạn có thể kiếm được 18.000 gold trong 3 tuần nếu chơi free. Để kiếm được Mighty Point, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ hàng tuần, không được bỏ sót một ngày và một tuần nào. 3. Source Request, mỗi người sẽ có một list friend, và khi những người bạn đó hỏi xin thẻ gì thì mình cho họ thẻ đó, và phần thưởng của Mighty Pass cho sự thân thiện của mình là 60 vàng cho mỗi thẻ xanh và 20 vàng cho mỗi thẻ trắng. 4. Quy qua, mỗi ngày mọi người được một lần qua, số vàng được tính theo số drop của các bạn và tire của vui các bạn. Công thức tính vàng là làm tròn con số căn bậc 2 của chốt nhân với lại constant. 5. Con mai, mỗi ngày các bạn có 3 lần kiếm vàng, mỗi lần có thể kiếm được từ 5.000 tới 6.900 vàng nếu may mắn. Như vậy một ngày các bạn có thể kiếm được từ 15.000 đến 19.000 con. 6. Bra, bạn ở list càng cao thì bạn sẽ nhận được càng nhiều vàng sau mỗi trận đánh, phụ thuộc vào phần thưởng may mắn. Có lúc bạn sẽ nhận được vàng và có lúc bạn nhận được những vật phẩm khác. Như mình bình quân có thể nhận được khoảng 500 vàng trong một trận nếu như thắng. Nếu may mắn thắng được 10 trận mà đều được nhận vàng thì có thể nhận được 5.000 vàng. 7. Johnny, bạn có thể nhận được vàng mỗi ngày 2 lần hoặc 3 lần cho an toàn vì nó đầy rương khi đủ 12 giờ. Bạn cố gắng đánh lên cấp bậc Johnny càng cao càng tốt vì sẽ được nhận vàng nhiều hơn. Như mình hiện tại thì mỗi lần mình nhận được là hơn 6.000 vàng nên một ngày sẽ nhận được khoảng 13.000 vàng. 8. Hall of Fame, bạn có thể chờ event Grand Spectacle tăng 50% vàng khi thắng trong hole và lấy thêm bonus trong vui khoảng 40% nữa.
tùy thuộc vào gu mạnh hay gu yếu. Ví dụ như gu của mình là 40%, như vậy thì ta có 90% vàng nếu thắng trận trong Hall of Fame. Tiếp theo thì bạn hạ lít xuống khoảng 4 lít so với lít hiện tại của bạn. Hạ khi nào mà mắt đề xuất thành màu xanh rồi bạn hạ thêm 1 lít nữa. Sau đó bạn bắt đầu đánh lên để lấy chuỗi trận chiến thắng và vàng sẽ được cộng nhiều hơn. Nếu bạn thua một trận nào đó thì tiếp tục hạ xuống mức ban đầu và đánh lên tiếp. Từ chỗ lead của mình đánh Hall of Fame, mỗi khi có event thì chỉ mất khoảng 1 tiếng mình có thể kiếm được 20.000 gold. Đây là cách kiếm vàng nhanh nhất mà mình biết. Số 9, shop. Các bạn vào trong gold shop có một mua gold bằng game. Các bạn nên đợi event tăng bonus tăng lên khoảng 200.000 gold với giá 500 game để mua, vì như vậy sẽ tiết kiệm được khá game. Cá nhân mình thì mình không chọn cách này vì ở cấp độ của mình khá là khó để kiếm game, vì các hero của mình đều ở level cao hết rồi. Event high ground cũng không giúp mình kiếm được nhiều game cho lắm. Số 10, deal. Mỗi ngày bạn được nhận một lần trong gói quà daily 1.000 gold và 20 game, và mỗi tuần bạn nhận được một lần trong gói quà weekly 2.000 gold và 50 game. Còn mỗi tháng thì các bạn sẽ nhận được khoảng 5.000 gold và 100 game.
11. Mở rương vàng. Hầu hết tất cả rương trong game đều có vàng, và số lượng vàng ít hay nhiều phụ thuộc vào list hiện tại của bạn. Hãy cố gắng leo lên càng cao càng tốt. Trên đây là những cách mình kiếm vàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, ủng hộ mình để mình tiếp tục chia sẻ những kiến thức hay trong game. Chúc các bạn có một ngày chơi game vui vẻ.